4.000 khán giả đội mưa xem show Chiến Thành và Trường Giang. Tối ngày 5 tây tháng 2, hàng nghìn khán giả có mặt tại sân khấu Trống Đồng thành phố Hồ Chí Minh để xem mini show hài của Chiến Thành và Trường Giang dù trước đó trời mưa lớn. Từ 19 giờ, khán giả đã ngồi kín hơn 4.000 ghế của sân khấu Trống Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Cơn mưa lớn ập xuống xối xả nhưng không khiến người hâm mộ nản lòng khi đến xem show diễn của hai danh hài đình đám. Khán giả từ trẻ nhỏ tới người lớn mặc áo mưa che dù ngồi thưởng thức những tiết mục hài của Chiến Thành và Trường Giang. Trong dịp Tết Đinh Dậu, hai cây hài đình đám của miền Nam diễn kịch liên tục tại sân khấu nhà hát Bến Thành và nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo yêu cầu của người hâm mộ là muốn họ kết hợp trong một chương trình nên cả hai bắt tay thực hiện mini show này. Vì mưa lớn nên chương trình mở màn muộn hơn dự kiến 40 phút. Một nhân viên của sân khấu cho biết đây là show diễn hiếm hoi được tổ chức tại Trống Đồng, thu hút khán giả tới đông như vậy. Chiến Thành mở màn đêm diễn bằng tiểu phẩm Người Thế Vai. Kịch bản này do anh viết, anh kết hợp với những người bạn diễn ăn ý như Anh Đức, Lê Giang, Duy Phước. Vì sân khấu trơn, Chiến Thành bị ngã trên sân khấu. Vì bản lĩnh nghề nghiệp, nam danh hài xử lý tình huống nhanh bằng câu nói dí dỏm, hài hước. Tiểu phẩm Oan Gia là sự kết hợp giữa Chiến Thành và Trường Giang. Cây hài gốc Quảng Nam tiếp tục vào vai ông già nhà quê. Sự kết hợp của hai cây hài đình đám đã đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Tiết mục cuối cùng của mini show Thần Tiên Cũng Nổi Điên có sự xuất hiện của danh hài Hoài Linh, Chí Tài, Cát Phường. Trái với vẻ xù xì gốc cạnh thường thấy, Nhật Cường giả gái trong tiểu phẩm. Khép lại chương trình, Trường Giang bất ngờ mang bánh kem chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp ngay trên sân khấu. Bạn trai Nhã Phương chia sẻ, giữa mình và Chiến Thành chưa bao giờ có sự cạnh tranh hay bước đầu nhỏ nào. Cả hai đều là đồng nghiệp thân thiết, đã tham gia nhiều chương trình cùng nhau và theo anh mối quan hệ này sẽ rất tốt đẹp lâu dài. Chiến Thành hạnh phúc đón nhận tình cảm của đồng nghiệp. Trước đó, anh cũng được fan đến chúc mừng sinh nhật trong hậu trường. Anh nhắn nhủ khán giả đừng so sánh Chiến Thành và Trường Giang. Cả hai yêu thương và đùm bọc với nhau. Hy vọng mọi người luôn thương cả hai, cũng như các anh chị nghệ sĩ. Anh nói. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!